xin chào các bạn. Thank you, cảm ơn các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn những thứ hai, những cảm phúc. Mời các bạn đồng hành cùng mình. Đây, cái lượng xe mà người ta gửi đỡ tắm biển á, các bạn thấy đông không? Bạn thấy đông kìa chưa? Mà bây giờ là tầm 4 giờ rưỡi các bạn. Tí nữa là đông phải gấp đôi vậy nè các bạn. Rất là đông. Giờ mình tiến ra ngoài biển các bạn. Các bạn cùng trải nghiệm của mình. Nay nắng các bạn, nóng. Người ta tắm rất là đông. Đó là dân nội tỉnh á. Và dân các nơi họ các ngồi tỉnh đó các bạn, họ vừa đi rất đông, mới bây giờ mà đông cỡ đang cỡ này rồi các bạn. Đây rồi. Ôi mà ơi. Đông quá. Thấy đông không? Vui không? Đông vui các bạn. Phao người ta cho thơ này. À, càng đông hơn nữa. Hồi chiều hôm qua mình không có review, nhưng mà mình xuống mình đi tắm biển đó các bạn, mình thấy nó đông cho nên hôm nay mình chủ động mình đi review các bạn. Mình tắm các bạn, nực quá nóng rồi. Các bạn thấy biển không? Rất là trong xanh. Biển này rất là cạn các bạn. Người ta lậu tí ngoài kia vẫn còn đừng có đến một khối các bạn. Đây là biển đường Tuy Hòa, nhưng mà đường Trần Phú nha các bạn, bãi tắm đường Trần Phú. Còn ở ngoài kia là Tây Minh Chỉ nè các bạn, đó là cũng biển Tuy Hòa nhưng mà bãi tắm Nghìn Phong các bạn. Đó rồi, tít ở trong kia, tít ở trong xa kia là còn một bãi tắm nữa ở trong đó nữa. Ở đây là biển Tuy Hòa có 3 chỗ tắm nha các bạn, mình mà chỗ đây là đông nhất nè. Đây đông hơn ngoài kia mà đông hơn trong kia luôn. Đây nói chung là khách du lịch đó các bạn, họ đến Phú Yên nhiều, trọng dân nội tỉnh rồi này, thứ là rất là đông các bạn. Biển mà nước nó xuống á các bạn ạ, kêu con thủy triều á. Nó xuống mà nó nó trơ ra cát rồi các bạn thấy không? Nào. Mò bắt con gì cháu? Hả? À. Giờ con giống tay như ta. Vẫn đây ít trong các bạn, vẫn đây. Mát quá các bạn. Đứng bên biển nó mát lạ kì. Không mà làm thư giãn ở đây chưa các bạn. Vẫn ngon cháu đến biển rồi. Ngồi cát rồi xây tháp rồi. Yeah.
gần giờ xem. Cái này sao? Sao quá, người nhỏ quá xem nó khó. Dạ không chú? Hả? Nó nặng không? Dạ có. Cháu ở đâu? Dạ. Cháu dân ở đâu? Dạ cháu con Tâm. Ở đâu? Con Tâm chú. Con Tâm? Dạ. Con xuống đây lâu chưa? Dạ mới xuống. Hả? À, chơi chừng nào gì à? Dạ chắc 2-3 ngày. Hả? À, vui không? Rồi rồi rồi. Chơi cái trò chơi thôi, các bạn thấy rất là ngộ nghĩnh thôi. Chơi mà xuống mà móc cáp mà lắp trái nghiệm cái chuyện là chơi là chơi trò lạ gì thế đâu được không mà. Đông quá rồi các bạn, người rất là đông luôn, người rất là đông rồi. Ơ chị, làm vậy cảm thấy ra sao? Hả? Khỉa hả? Bữa nào bữa trước em cũng làm vậy thứ đó sao?